À, phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ, xin chào anh em nhá. Hôm nay là tôi sẽ làm một quả review và trải nghiệm dán PPF Nimaso lên con iPhone là 13 Pro Max của tôi, ok chưa nhá. Và thứ tôi quảng cáo là nói với anh em là cái miếng PPF thường ở trên thị trường này này, nó dày chỉ 0,1 và có nơi dày thì là 0,2. Nhưng miếng dán PPF Nimaso của cửa hàng của tôi thì là miếng dán PPF này dày 0,6 cm. Và bây giờ chúng ta sẽ là cùng xem tôi trải nghiệm cái mặt sau này, ok chưa? Tôi dán hết rồi nhá. Ok. Ném nhá, chứ không phải là thả nhá. Nắm cái này, cái cụ bảo là nắm đít bật lên ngay nhá. Đứng yên đấy, anh ném lại đó. Là tôi chưa thèm nhìn cái lưng như nào đâu, ném tiếp này, đứng này, liền ném. Ok. Chưa thèm nhìn tiếp luôn này, anh em phải ném lại một lần nữa, không nhìn này. Được chưa? Đó. Các cụ gọi là luxury. Đó. Bởi vì sao cái miếng PPF này, anh em nhìn nhá. Ốp lưng, một cái ốp lưng điện thoại này của tôi là có 0,3 mm. Và cái miếng PPF là tôi dày gấp 2 lần ốp lưng, là dày 0,6. Đó, và cái hàng này thì nó không phải hàng rẻ tiền. Đó, chỉ có mà tôi chỉ có từ X đến 13 bộ đồ bác, ném lại. Ném. Ôi, con xin lỗi các cụ ạ, xin lỗi các cụ. Đừng lên đâu, tôi ném thử đến khi nào nó vỡ thì thôi. Đó. Ok, ném một hồi, một lô sắt thông, không một vết tì vết vỡ luôn, thậm chí người điện thoại luôn. Ở chồng đang quay clip quảng cáo Nimaso nhá, quảng cáo phát này chất lắm, người ta may dán nhiều lắm nhá. Ok. Đó, ok thế nhá. Đấy là cái sự khác biệt hoàn hảo của một miếng PPF xịn và một miếng PPF thường anh em nhá. Và anh em mua hàng thì đừng quên rằng chỉ có phụ kiện điện thoại ngon bổ rẻ và cái thương hiệu Nimaso của Nhật này, của cửa hàng phụ kiện ngon vừa rẻ có, bởi vì hàng là hàng luxury, hàng cao cấp anh em nhé. Để quảng cáo.